cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong khi giá bất động sản ở nhiều vị trí ven biển có view vịnh Hạ Long lên đến cả trăm triệu đồng một mét vuông, nhưng giá chúng đấu giá tại dự án khu đô thị 10B ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh chỉ chưa đến 4 triệu đồng một mét vuông. Dự án lấn vịnh Hạ Long khu đô thị 10B phường Quang Hành thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh có diện tích khoảng 31,8 ha tại khu vực cạnh tuyến đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả, phía đông giáp biển, phía tây giáp núi Đá Vôi, phía nam giáp suối Lộ Phòng. Đặc biệt, trong dự án có gần 3,9 ha nằm trong khu vực bảo vệ 2, vùng đệm của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, chiếm hơn 12% tổng diện tích dự án. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và công nhận kết quả chúng đấu giá quyền sử dụng đất từ cuối năm 2021 công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital chúng đấu giá với số tiền 1.192 tỷ đồng, trên gần 47 tỷ đồng so với giá khởi điểm 1.145,3 tỷ đồng. Dự kiến quý 3 năm 2026, hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào sử dụng với 451 căn biệt thự liên kề được xây thô hoàn thiện mặt ngoài. Bên cạnh đó, còn có các công trình thương mại, dịch vụ, khách sạn 7 tầng. Tính toán giá chúng đấu giá trên tổng số diện tích dự án, Trung bình, nhà nước chỉ thu được chưa đến 4 triệu đồng một mét vuông mà phải hy sinh gần 3,9 hecta vùng đệm của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Ông Trần Quang Tùng, chủ một sàn giao dịch bất động sản tại thành phố Hạ Long, cho rằng dự án khu đô thị 10B ở thành phố Cẩm Phả khi mới bắt đầu khởi công, công bố quy hoạch nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới kinh doanh địa ốc. Dự án nằm tại vị trí rất đắc địa, lưng tựa núi, mặt tiền hướng ra di sản. Một số nhà phát triển bất động sản chia sẻ, nếu chỉ tiêu quy hoạch cho phép mật độ xây dựng là 40 đến 50% thì tính ra giá đất sẽ chỉ khoảng 10 triệu đồng một mét vuông. Tính thêm suất đầu tư các loại công trình hạ tầng như đổ đất, làm đường, vệ hè, cống thoát nước, điện, trang trí tiểu cảnh, xử lý nước thải tốn thêm khoảng 10 triệu đồng một mét vuông, tổng mức đầu tư tối đa không quá 20 triệu đồng một mét vuông. Giới đầu tư bất động sản nhận định Vị trí đắc địa của dự án lấn di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long này, giá bán mỗi mét vuông nhà biệt thự liền kề ven biển kỳ quan thiên nhiên thế giới. Giới đầu tư bất động sản nhận định, vị trí đắc địa của dự án lấn di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long này, giá bán mỗi mét vuông nhà biệt thự liền kề ven biển kỳ quan thiên nhiên tầm cỡ thế giới chắc chắn không rẻ. Tất nhiên, người dân có thu nhập bình thường sẽ khó có khả năng tiếp cận nhà ở tại đây. Dự án có tiềm năng mang lại khoản lợi nhuận cả nghìn tỷ đồng cho chủ đầu tư. Trong khi đó, giá bất động sản khu vực thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả ở những vị trí ven biển, giáp vịnh hoặc view vịnh Hạ Long có giá lên đến cả trăm triệu đồng một mét vuông. Tại một số dự án bất động sản khác nằm gần khu đô thị 10B, phường Quang Hành, thành phố Cẩm Phả, sau khi hoàn thiện công trình biệt thự có giá khoảng 100 triệu đồng một mét vuông đơn cử như dự án biệt thự liên kề tại Green Dragon City đang được một số sàn giao dịch bất động sản trao giá 100 đến 110 triệu đồng một mét vuông đối với căn biệt thự hơn 300 mét vuông. Nằm cách dự án khu đô thị 10B, phường Quang Hành hiện nay còn có dự án La Emera Hạ Long, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long đang được nhiều sàn giao dịch chào bán nhà liền kề 78 mét vuông với giá khoảng 4 đến 5 tỷ đồng, tương đương 50 đến 60 triệu đồng một mét vuông tùy từng vị trí. Cũng tại vị trí mặt biển tại khu vực trung tâm phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, đất nền biệt thự đang được chào bán với giá khủng hơn, khoảng 100-200 triệu đồng một mét vuông, tùy từng vị trí. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam, VARS cho biết, nguồn cung bất động sản mới ở mọi phân khúc hiện vẫn chưa dồi dào. Trong khoảng 6 tháng đến 1 năm tới, may ra thị trường mới có thêm nguồn cung nhiều hơn. Trong bối cảnh nhiều dự án vướng mắc pháp lý nên không thể triển khai thì dự án nào thông được pháp lý đã có ưu thế vượt trội. Dự án khu đô thị 10B ở thành phố Cẩm Phả có pháp lý sạch sẽ thông qua đấu giá, lại có vị trí đẹp. Thị trường bất động sản ở Quảng Ninh nói riêng, nhất là ở khu vực thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả thu hút đầu tư tốt, nên nếu triển khai thành công chắc chắn có tiềm năng mang lại khoản lợi nhuận cả nghìn tỷ đồng. Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ liên quan và tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phản ánh về dự án khu đô thị Quây núi Thành Hòn Non bộ ở vùng đệm Vịnh Hạ Long. Theo đó, ngày 5 tháng 11, báo chí phản ánh tình trạng Quây núi Thành Hòn Non bộ tại dự án khu đô thị ở khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, nằm trong vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Về việc này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phản ánh trên, xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định, báo cáo thủ tướng kết quả kiểm tra trước ngày 25 tháng 11. Trước đó, ngày 7 tháng 11, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh ra quyết định xử phạt 125 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital, chủ đầu tư dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Dự án này có tổng diện tích 31,82 ha, trong đó có 3,88 ha tương đương khoảng 12,19% nằm trong vùng đệm Vịnh Hạ Long. Theo quyết định xử phạt, công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM). Theo quy định trong trường hợp quyết định phê duyệt kết quả DTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Theo nội dung của dự án này, quá trình thực hiện dự án nêu giải pháp thi công chủ đạo là thi công trước hệ thống kè bao quanh dự án sau đó đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật rồi đến các công trình theo quy hoạch trong quá trình thi công sẽ có các biện pháp bảo đảm thủy chiều và nước mưa không cuốn theo bùn đất phế thải ra ngoài phạm vi thực hiện dự án chủ đầu tư phải lựa chọn thời điểm thi công tuyến đường công vụ trong đó có hoạt động nạo vét bùn trồi tại thời điểm thủy chiêu thấp để hạn chế phát tán bùn đất ra ngoài môi trường. Tại thời điểm kiểm tra thực địa công trình thi công dự án trên, chủ đầu tư chưa thi công hệ thống kè bao quanh mà đang đổ đất trực tiếp xuống vùng nước biển ven bờ thuộc danh giới quy hoạch dự án. Chủ đầu tư chưa thực hiện nạo vét bùn trồi tại các vị trí đang đổ đất, thủy chiêu đang cuốn theo bùn đất ra phía ngoài phạm vi thực hiện dự án. Ngoài số tiền phạt, công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital phải công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định. Cũng qua kiểm tra giám sát vào ngày 19 tháng 9, ban quản lý vịnh Hạ Long phát hiện đơn vị thi công dự án khu đô thị tại khu 10B đang đổ đất trực tiếp không có kè vây xuống khu vực biển thuộc vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, vùng bảo vệ hai của di tích quốc gia đặc biệt Vịnh Hạ Long. Ban quản lý vịnh Hạ Long đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả kiểm tra, yêu cầu các đơn vị thi công tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản, đồng thời có giải pháp ngăn chặn các chất gây ô nhiễm môi trường sinh thái vịnh Hạ Long. Ngày 4 tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh có văn bản gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital yêu cầu khắc phục các tồn tại trong hoạt động thi công dự án khu đô thị tại khu 10B. Ngày 6 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả làm rõ phản ánh của báo chí liên quan việc thi công san lấp mặt bằng dự án khu đô thị tại khu 10B. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital dừng thi công dự án. Bộ Tài nguyên Môi trường vừa có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét kỹ lưỡng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khu đô thị 10B có tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hay chưa để có biện pháp xử lý phù hợp kịp thời. Công văn nêu qua nắm bắt thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital khi triển khai thi công xây dựng dự án khu đô thị 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả có nguy cơ tác động xấu đến cảnh quan thiên nhiên khu vực và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước Vịnh Hạ Long. Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra soát quá trình thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quyết định số 1614QD UBND ngày 15 tháng 6 năm 2023. Xem xét kỹ lưỡng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường có tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hay chưa để có biện pháp xử lý phù hợp kịp thời. Trong đó, cần lưu ý đến một số vấn đề gồm sự phù hợp của dự án với quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 80 QĐ-TTg ngày 11 tháng 2 năm 2023. Sự phù hợp của việc nhận dạng, xác định hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường đặc biệt là tác động tới cảnh quan thiên nhiên bảo tồn đa dạng sinh học và chất lượng môi trường biển vịnh hạ long tại khu vực thực hiện dự án sự phù hợp tính khả thi của các công trình biện pháp bảo vệ môi trường để bảo đảm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực từ việc thực hiện dự án đến cảnh quan thiên nhiên hệ sinh thái rừng ngập mặn tính đa dạng sinh học và chất lượng nước biển ven bờ khu vực thực hiện dự án bộ cũng đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm tra giám sát công ty đỗ gia capital trong việc thực hiện các nội dung yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quyết định số 1614 quy đề UBND. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường phải xử lý nghiêm theo đúng quy định. Quá trình kiểm tra cần lưu ý đến việc tuân thủ tiến trình thi công các hạng mục của dự án, thời điểm thi công theo chế độ thủy chiều của khu vực, việc thực hiện các giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường theo cam kết của công ty trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định và các hồ sơ pháp lý có liên quan yêu cầu công ty phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các pháp luật có liên quan. Kết quả thực hiện các nội dung trên được Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo cáo trước ngày 15 tháng 11. Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn cần quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không hy sinh môi trường để phát triển kinh tế đơn thuần thực hiện đúng mục tiêu bảo vệ môi trường đối với các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường nói chung trên địa bàn tỉnh đặc biệt là đối với di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long cùng với đó bảo đảm các hệ sinh thái tự nhiên trong di sản thiên nhiên phải được ưu tiên bảo tồn và phục hồi nguyên trạng đảm bảo các giá trị cốt lõi của thiên nhiên và đa dạng sinh học của di sản thiên nhiên phải được bảo tồn bảo vệ nguyên vẹn và các nội dung khác về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên theo quy định